29 Tết, nhiều tiểu thương bán đào quất trên khắp các con phố tại Hà Nội đã bắt đầu giảm giá các chậu đào quất để xả lỗ. Theo nhiều tiểu thương tiết lộ, sức mua của người tiêu dùng năm nay giảm một nửa so với năm ngoái. Sức mua giảm, họ sẵn sàng hạ giá để kích cầu, thu vốn trong những ngày bán cuối cùng. Năm nay đào có bán chậm, không được như năm trước, cả đào không được đẹp như năm trước. Lượng khách mua với cả năm trước, cả năm nay thì nó cũng giảm hơn. Thì năm trước thì bán nhạy, bán được nhiều ấy, thì rơi vào khoảng tầm từ 27 đến 29. Mà năm nay thì thấy chưa có khách mua nhiều. Bán hết hàng thì hôm nay ngày mai thì cũng bán cho nhanh. Hạ giá được bao nhiêu thì hạ thôi. Giờ này thì không còn thiết tha gì mấy nữa. Trên vườn thì năm nay là rất nhiều nhưng mà toàn đào nở bởi vì người dân người ta bị mất mùa do trời thời tiết không đảm bảo. Thế nên là không cắt được đào. Có nghĩa là nhiều vườn, rất nhiều vườn bị hỏng. Doanh thu năm nay so với cả năm ngoái là giảm đi 50%. Chắc là chiều 30 mà không hết thì cũng phải giảm giá cho mọi người thôi để thu tiền về thôi em, thu tiền gốc về thôi. Theo các tiểu thương, năm nay giá đào đa dạng tùy mẫu mã, kích thước. Với các dáng đào huyền, giá sẽ dao động từ khoảng 700 đến hơn 1 triệu đồng trên một cành. Các cành đào bé có giá dưới 300.000 đồng thường hết rất nhanh. Còn với mặt hàng quất, người dân có xu hướng chọn mua những chậu quất bé để bàn, có giá tiền dao động từ 100 đến 300.000 đồng. Giá nhà tôi thì thường là dao động 100 đến 300. Thường một cây quất sẽ có đủ tứ quý như họ dân gian nói là tứ quý. Có quả chín này, quả xanh, có lộc, lộc tốt và có hoa. Đấy. Và mọi người rất là thích chơi hoa quất, nó thơm, ngày Tết họ thơm.